Chào anh chị cô chú, hôm nay em định quay dao đồ bếp ở Nhật này, quay với anh chị cô chú xem mấy món cái nồi rồi cái chảo chống dính rồi mấy đồ thớt dao đây. Bên này còn thớt gỗ, nhưng mà thớt gỗ kiểu này thì nó không phải thớt tròn thì nó chặt nó nhanh bị nứt hơn là thớt mình, thớt theo tổng này thì cắt thôi mà chặt thì hơi khó, thực tế là nó như thế. Còn bên này thì em thấy là rất là tiện lợi, những cái gì nó cần trong đầu mình nghĩ ra thôi thì ra ngoài này nó có rồi. Ví dụ cái này là cái gì đấy, cái này là múc kem, cần trong đầu mình nghĩ ra cái ý tưởng gì ra quán là nó có rồi. Nhận là nó đi trước cả 8 năm này, nó còn có cái hơn thật đại là phải công nhận. Tất nhiên nhiều cái nó không cũng không thể là cái gì hơn Việt Nam được, nhiều cái Việt Nam mình cũng tốt, nhưng mà về cái mặt tiện lợi thì có thể họ hơn mình rất là nhiều á. Cái đấy thì chắc là ai cũng phải công nhận. Hàng hóa thì đây, ví dụ em có một con dao, trước em quay vị anh chị của chú xem mẫn dao ấy. Con dao này rẻ này, dao này 200.000 của thằng Vegi Kichi. Cái này thì chắc là made in China thôi, nhưng mà xuất Nhật thì cũng ngon. Này made in China này, design for pure in Japan này. Cái này là bài Pure in Japan này, là thiết kế bởi cái công ty Pure này. Đấy. Sản xuất thì tại nhà máy ở Trung Quốc. Dao này thì đây là gì, là vật liệu ABS, là được gọi là chịu nhiệt 70 độ. Thép thì là thép không gì này, đây đấy, stainless steel, stainless steel, tất cả đều không gì này, 200.000. Con này cần hay thì em thấy đây, độ dài là 165 mm nha quý vị, cũng ok đó, nhưng mà chất liệu nó cũng nhanh cùn. Con này cùn, em nhà có loại ngon hơn cái này nhiều, nhưng mà cũng thấy cũng thi thoảng phải mài á. Cái này tốt hơn này, cái này có thể quý vị thấy cái phần nó tôi không, phần tôi này nó khác hẳn so với phần không tôi. Dao này thì nó sẽ đắt hơn, cái này 300.000. Cả này bằng gỗ rất là đẹp, chiều dài 180 mm, cắt dao này dành cho cắt sashimi thứ thì tuyệt vời luôn. Tất nhiên cũng sản xuất tại nhà máy China và của cái công ty in Japan này này. Đó, con này thì chịu nhiệt là 110 độ, cao hơn con kia. Thép thì tất nhiên là cũng là thép không gì rồi, thép nặng không gì chứ không phải là thép inox, thép trắng không gì nha quý vị nhé. Cái phần tôi nó gần đến 1 cm, rất ok. Cái này thì dao này sắc, cái này sắc được lâu. Đấy. Tiếp theo là một con khác cũng của cái thằng này, cái hãng này cũng phần tôi nó cũng rất ok này, tôi còn hơn cả 1 cm, nó mài bóng phần tôi này. Này 165 cm, chiều dài con này thì đắt hơn nữa. Con này thì dao thái, con này đến tầm 400.000 thì nhiều vậy. Con dao lóc này, dao gọt hoa quả này, con này cũng 400.000, một tỷ 400.000. con này thì made in Japan, ngon hơn, nó giá là 3.000 đấy, giá 3.000 nhé, 3.000 mà còn sale, còn 3.000 này hiện tại là phải trên 500.000, phải 500.000 ở bên này rồi, mà giá nó sale còn về Việt Nam 300.000 thôi. Con này made in Japan luôn, sản xuất thì bởi cái công ty gì đây, tích cự xô, tích cự tu này, nó phiên âm cự xô khó đọc quá. Dao này thì cái lưỡi nó dài bao nhiêu đây, không thấy ghi luôn. Nó cầm thì có hai cái cầm, thường ta hay cầm một cầm là tì tay ngón tay cái lên, thì cách này người ta khuyến cáo đấy là cách này là cầm. Ê, không đúng. Còn cái cách cầm cả cái con cánh tay cầm cái cán dao thì là cách cầm đúng nha quý vị nhé. Con này thì 300.000 về Việt Nam, rẻ thật. Đây là một con dao khác cũng của made in Japan rồi. Đây, quý vị thấy là made in Japan này, Nihon Se này. Nên là cái chữ này bằng tiếng Hán này có nghĩa là Nhật Bản chế, nghĩa là chế phẩm của cái Nhật Bản đó. Trên này thì có ghi gì đây? Không phải đọc tên, không, người ta không phải đọc vì tên riêng người Nhật người ta cũng không đọc được,
không phải không đọc được mà không không đọc đúng, vì mỗi người sẽ có, ví dụ như họ của em sẽ đọc là tên là cũng chữ đó nhưng mà đọc tên khác, còn họ nhà người khác sẽ đọc là chữ khác. Không phải là tất cả đều đọc như thế, đều khác nhau, nhưng mà có nhiều họ không 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 biết đọc. Còn đây là mẹ con dao của Kai. Kai thì là một cái nhà sản xuất ở Nhật Bản nổi tiếng về dao rồi đấy, thì quý vị yên tâm rồi. Ở trên này là mấy con dao đại bác hơn của T Flat này, con này giảm 50% này. Đó. Đây là cái hộp dao chả bá lựa luôn, có đá mài trong ấy. Đây, quý vị thấy cái đá mài này. Đấy. Bọc dao này. Dài 165mm. Con này thì giá của nó là tầm 700 nghìn đó. 700.000 về Việt Nam một bộ dao cả đá như này quý vị nhé. T Flat này. T Flat là một trong những cái hãng sản xuất rất là nổi tiếng về nhất là nồi và nhiều song chảo đó. Đây, bảo hành 10 năm này. Bảo hành 10 năm nữa. Đây con này nữa, con này còn cao hơn, con này thì không có giảm giá. Giá Việt Nam 800.000 con T Flat này, hai con này giống nhau. À con này nhỏ hơn. Con này là ở đây ông nào ông treo nhầm sang đó. Đây, con này nó bé hơn, nhìn con này bé hơn. Này. Cái ngắn hơn, cái lưỡi cắt nó bé ngắn hơn cái con đó, giá nó rẻ hơn, giá nó là con này thì 700.000, con này 800.000, con này thì 500.000, dao cắt hoa quả lóc gần thì flat, dao bằng ceramic gốm. Thì flat này thì một nhà sản xuất nổi tiếng của Nhật, nhưng có nhà máy sản xuất mấy ngày sản xuất tại nhà máy China nha quý vị nhé. Tuy nhiên chất lượng Nhật Bản quý vị quan tâm về cái T Flat nhé. Trên kia kìa, trên kia có nhiều dao của thằng Roku, Seki, Mago Roku. Có nhiều mẫu mã dao lóc, phi lê rồi thái. Với con dao này thì con này thì nhìn nó đẹp, rất là sắc, nhưng mà sắc thời điểm thôi thì nó sẽ cũng nhanh, cũng dễ cùn, nó mỏng. Cái dao cũng cay, còn mấy con này thì nó ngon hơn này. Nó giống mấy con lúc đầu em quay ấy. Giá dao động thì từ 400.000 cho đến 800.000 con. À, con này đắt nhất thì 1 triệu một cái. Nó đắt thế nhỉ? Thì thép này thì quý vị thấy, nhìn cái dao này thấy ưng rồi đúng không? Thì công ty Kai sản xuất thì in Japan ấy. Đó. Cán dài 18.5 à. 16.5. Ở trong có một con dao thái kìa, lóc kìa, đó. Tầm dao này đắt nhất thì đây là 1 triệu cái, còn 800.000 thì rất là nhiều. Còn bên này thì mấy giữa này có gì đá mài. Đá mài này thì mấy đá mài thông thường thôi. Cũng không có đã ngon, đây có mấy con đề ba này. Đề ba này thì cũng ngon đó, đề ba này 800.000. Của made in Japan của thằng Kai này, 800.000. Có cái chuôi, cái chuôi có cái này gọi là cái gì ta, rất là đẹp, bọc chuôi này gọi là cái gì em cũng quên mất cái từ ngữ, rất là đẹp đó. Đấy. Độ dày của nó là không thấy ghi, như độ dài là 150mm, 15cm. Đây có mấy con dao của Kyocera là mấy con dao ceramic, dao bằng gốm. Gốm này thì nó cũng sắt mà nó an toàn hơn là sắt. Bên này thì sang cái quầy chảo son nhiều lắm. Em đi chỗ này hơi nhanh tí, người đi qua đi lại đông nên em nói hơi bé, quý vị thông cảm nhá. Thì em về em tăng tiếng nha. Đây, chảo son nó chảo này. Dao này vẫn là cái dao mẫu dao lúc trước này em quay này, bộ dao kéo của T Flat này, rồi chảo này, chảo cũng chỉ 50% off này, toàn off 50% hết này. Đấy còn tầm tầm 400.000 đến 600.000 cái. Còn bên này cũng giá giảm rất là nhiều này. Thêm mốt này, của thêm mốt nha quý vị nha, thêm mốt nha, giá thì dao động 700.000, 500.000 tại bên này hơi đắt. Nó chảo thì nó hơi đắt, chảo thì nói chung do giá Việt Nam thì có thể là nó cũng đắt trong cái hàng phổ thông á, còn nếu hàng cao cấp thì
thì hồng vô hào bên này nó cũng có giá trị của nó. Bên này nồi cơm thì tiện em quay nồi cơm như vị coi đó nhé. Hitachi Hitachi này là một cái nồi áp suất cao tần. Con này thì không biết là bi biết thế nào. Thả này ra quý vị coi luôn này. Đây, không bi nhé. Quý vị đang hay yêu cầu bi. Con này thì của Hitachi, nồi 1 lít. Và con giá đâu rồi? Giá của nó là ở đâu? Đây. Ồ, sao rẻ đấy? Trời ơi, sao rẻ đấy? À, không phải con này. Con này là của thằng Tiger này. Tiger nồi 1 lít 8 nha quý vị nhé, nồi thường nhé. Giá này thì về cả ship về Việt Nam tầm 3 triệu đó. Rẻ trời luôn, trên 3 triệu tí. Đó, con này trước em cũng mua nhiều về Việt Nam rồi. Còn con Tiger này thì giá ở đâu, mà Hitachi này thì giá ở đâu? Đây, mua khoản này đắt lắm. Con này giá là 5 triệu, à đâu? 5 triệu mà giảm xuống còn có hơn 4 triệu thôi. Nói chung giảm được 1 triệu gì đó khoảng đó. Còn mấy cái bình siêu tốc này thì nó cũng đắt so với Việt Nam á, giá tầm 1 triệu 800 nghìn đó. Rồi hai cái nồi cơm, ba cái nồi này. Đây là một cái nồi IH cao tần của thằng gì đây. Thằng này không thấy tên là gì. Chưa gặp bao giờ luôn. Còn này thì cũng là nồi một cái nồi cao tần thường, áp suất cao tần thường á, không phải bi mọt gì cả. Này một thằng con voi cho DJC này, các hãng nổi tiếng thì ta cứ lấy hãng nổi tiếng về thì dùng cho nó quen, mà nó cũng yên tâm hơn về cái mặt tâm lý. Cái này thì nó là một cái sản phẩm nồi cơm cao tần IH nha quý vị nhá. Giá của nó là đâu rồi, 3 triệu ở bên này, về Việt Nam là tầm 4 triệu rưỡi gì đó. Rất là rẻ, ở đây bán rất là rẻ luôn. Bên này các hãng máy hút bụi đi flash rồi gì đi sơn đó. Nên thì em tiện em quay về anh chị của chú xem mấy mẫu ấy. Sau em lại đi em có cơ hội em lại quay tiếp. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.